tôi là đạo diễn Nguyễn Hồng Vũ. Chào mừng bạn đã đến với khóa học online sáng tạo video marketing, video bán hàng chuyên nghiệp. Trong khóa học này, tôi cùng bạn khám phá và chinh phục video marketing, video bán hàng cũng như là viral marketing. Chúng ta cùng với nhau đi qua quy trình 6 bước. Bước thứ nhất, tại sao chúng ta phải sử dụng video trong marketing và bán hàng online? Bước thứ hai, làm thế nào để thấu hiểu khách hàng và phân khúc khách hàng mục tiêu? Sau bước thứ ba, khi chúng ta đã xác định được khách hàng mục tiêu, làm thế nào để lên được ý tưởng và kịch bản phim cho khách hàng mục tiêu của mình? Sau bước thứ tư, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để chuyển từ kịch bản văn học sang kịch bản phân cảnh quay. Sau khi chúng ta đã kết thúc phần kịch bản phân cảnh, chúng ta chuyển sang bước thứ năm. Sau bước thứ năm này, tôi sẽ giúp bạn sử dụng điện thoại thông minh để sản xuất ra những video marketing, video bán hàng và viral marketing. Sau bước thứ sáu, tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách sử dụng phần mềm dựng phim để biên tập, hiệu ứng, kỹ xảo, tạo ra video, cảm xúc, khiến người xem phải dừng lại và kích vào video của bạn. Và tôi tin rằng những kiến thức trải nghiệm này của tôi sẽ giúp bạn tự tin, dễ dàng khám phá và chinh phục video marketing, video bán hàng và viral marketing. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở trong khóa học.